Hi, chào mừng tất cả quý anh chị cũng như tất cả các bạn ạ. Thì hiện tại Tấn Phát đang có mặt ngay ở bãi Trấn Quy Nhơn. Thì hôm nay Tấn Phát có mặt tại đây để chia sẻ cái vẻ đẹp của bãi Trấn Quy Nhơn để gửi đến tất cả quý anh chị cũng như tất cả các bạn cùng Tấn Phát dạo xung quanh ở đây cũng như khám phá vào vẻ đẹp ở bãi Trấn Quy Nhơn nhà ha. Giờ mời quý anh chị cũng như tất cả các bạn cùng theo chân Tấn Phát đi dạo và tham quan khu đảo. Và đây chính là hình ảnh và bãi Trấn đó quý anh chị nha. Đó quý anh chị thấy không ạ? Hiện tại thì sóng biển đang dạt dào và có những viên đá tròn tròn khá là đẹp. Và nhìn phía xa xa thì đó chính là thành phố Quy Nhơn đó quý anh chị ạ. Nước biển thì khá là trong xanh luôn. Quý anh chị khi đến đây vui chơi có thể chụp hình check-in, có thể quay những cái clip và làm kỷ niệm. Thì cái bãi Trấn Quy Nhơn này với những cái nét đẹp nên thơ độc đáo bên bờ biển thì hiện tại ở đây có rất là nhiều du khách gần xa, trong tỉnh, ngoài tỉnh và thậm chí có rất là nhiều khách nước ngoài đến đây vui chơi giải trí. Thì ở đây với những viên đá hình tròn như thế này thì thể hiện với cái nét đẹp hoang sơ và đặc sắc. Những cái hòn đá mà tròn tròn như thế này đấy quý anh chị ạ, thì không phải dễ dàng gì có được qua sự bào mòn của nước biển, phải là ít nhất là vài ngàn năm mới có được những cái tuyệt tác như thế này ạ. Thì bãi Trấn này còn có tên gọi khác, đó là bãi Tắm Hoàng Hậu nha quý anh chị. Cảm ơn tất cả quý anh chị cũng như tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của Tấn Phát. Tạm biệt và hẹn gặp lại nha.